Rất vui được gặp lại các bác và anh em trong clip ngày nay. Đó là clip giới thiệu tổng thể về một bộ hát và cái nhạc có tổng giá là 24 triệu. Bộ hát này anh sử dụng 100% thế hệ mới và chính hãng, bao gồm đồng bộ Motivity, đẩy Motivity, loa Motivity. Anh Nguyễn và các bác và anh chị cùng nghe tiếng mic, tiếng âm. Của tôi tan vỡ từ lâu rồi, từ không bao giờ còn nhớ. Nhưng bóng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt như tư thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt ngược đi như không hề quen biết. Cùng đôi mắt này năm xưa là bao buồn tôi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay. Bay bướm ngọt ngào, đó là chất loa của Motivity. Thì bộ này anh sử dụng một đôi loa Motivity Bass 30, mô đen là HL12, một bộ mic Showtop SR9 và một chiếc băng số tích hợp giải mã DSC đang phát vào tút bác nhé. Một chiếc lưng tiếng CP 600 đồ và một khung đẩy HL50. Và đây anh trai đang hát đấy, anh Nguyễn đã phát một chiếc điện thoại, đây một điện thoại nhé, đây là bỏ tút đấy. Không đây giờ mới quen nhau. Thế này mọi người. Ôi đôi mắt người xưa bao lần không bước vai thôi. Trong những đêm dần rồi ngày nào yêu cuộc đời chỉ hai lối. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho
đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng. Rồi ok bác nhá, bây giờ anh sẽ mời bác nghe một bản nhạc này. Đấy nhá, nghe đang phát trực tiếp bằng chiếc di động. Đấy, thì với đây các nghe nhá, cái điều đặc biệt đó nhá, đó là cái bộ này là anh Nguyễn sử dụng nhất thiết bị hiện đại, tức là con vang tích hợp để máy DAC, cái bảo dưỡng nó bao chuẩn là 5.0, nó quát hay như là đường AV luôn, các nghe chưa? Đấy nhá, đấy em đang dùng một chiếc di động ấy, đang chơi bài Tuấn Vũ này, đây, bộ kia. Quá tuyệt vời vâng. Bác để trải nghiệm, không cần dây dợ, không vương víu nhá. Có thể bỏ chút cổng quang AV. Con này giải mã rất hay luôn. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoài ô có bỏ mây. Ở đây em vắng cư người, còn ta vui cười. Thời gian vào đêm, rừng sao là nếm khói xương nắng cỏ. Vâng, bây giờ cho nhỏ giới thiệu nhé. Thì cái bộ này có tổng trị giá là 24 triệu, bao gồm đồng bộ là một đôi loa Motivity, mô điện là AL12, bát loa 10 tép kèn. Thì dòng loa này là 3 lớp hợp tác Motivity, Mỹ và Italia nhé. Đấy, loa và đẩy tổng cộng là 17 triệu combo. Đẩy là Motivity sau 50. Con này công suất là 650W một cây, chạy sò LGB kép và một chiếc lưng tiếng chính hãng Treacoustic CB 600 Pro 1,5 triệu. Và một chiếc vang này là chiếc vang JBL 280 vang số và có thể kết nối được cổng quang Bluetooth AV. Con này tiếng rất hay nhá, chống u tốt, có thể chuyển cổng rất dễ dàng bằng cái nút này đấy nhá. Và một bộ mic chính hãng sâu top CL5, cái này giá của nó là 3,2 triệu, 2,2 triệu, 1,5 triệu và combo là 17 triệu. Có thể rất hiện đại, em chờ tốt đấy. Đấy, rất hiện đại luôn nhá. Một mùa thu nắng mây ghé tình. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em theo số điện thoại 0936553140. Thì trong trường hợp này em ghép con lưng tiếng ở dưới, do vậy các bác rất dễ dàng điều chỉnh tiếng nhạc, tiếng mic theo ý đồ của mình vậy nhá. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936553140. Em ra Hàn Quốc. Anh Nguyễn chào bác nhá.